Rồi đây là cái link mà lỗi Lazada nha các bạn. Đây, Lazada là nó đang như thế này này. Cái tài khoản của mình đây, mình bấm vào tin nhắn với shop nha. Đây, shop người ta gửi cho mình một cái voucher. Đây này, shop người ta gửi cho mình một cái voucher 50%. Đây, trên này trước. Đây, sưu tầm. Đây đúng không? Thì shop kêu là bây giờ những cái trang khác người ta bấm sưu tầm cái là người ta dùng được ngay. Đây người ta bấm sưu tầm cái nó ra cái này là người ta bấm cái người ta xài được ngay. Nhưng mà bây giờ shop gửi cho mình này, mình bấm vào sưu tầm này, nó ra như thế này. Rồi nó ra link một cái sản phẩm. Rồi ra một cái sản phẩm Umidi Bison Pro này. Mình là chọn Bison Pro này, nhưng mình bấm mua ngay này. Rồi Storm Gay này, bấm 8128 mua này. Không thấy một cái voucher nào của shop áp dụng luôn. Không thấy luôn, trên này cũng không luôn này, dưới này cũng không luôn này. Rồi bây giờ bấm cái này mà bấm đặt hàng, hôm bữa mình cũng bấm đặt thử rồi. Xong rồi quay ra nó không có một cái voucher nào trừ tiền cả. Đâm ra là mình bị ấy. Xong rồi sáng hôm nay Lazada liên hệ cho mình này các bạn. Lazada liên hệ với mình nhé. Lazada bảo là anh cái voucher 50% nó không có giá trị cụ thể. Anh kêu là shop gửi một cái voucher có giá trị cụ thể. Thì shop cũng đã tạo một cái voucher trị giá 2.200.000 đồng cụ thể luôn như thế này rồi. Mình bấm vào sưu tầm này. Nó cũng ra cái link như cái kiểu hồi nãy này. Xong bấm vào cái sản phẩm mà mình kêu shop áp mã cho mình này. Này, cũng bản 8128 luôn nha. Đây, mình bấm sử dụng mua ngay này. Cũng không thấy một cái voucher nào được áp dụng vào đây cả. Đấy. Thế bây giờ Lazada yêu cầu mình nhá, thì là làm cái video này đăng lên, xong rồi gửi link cho Lazada này. Thì trước khi gửi link cho Lazada, mình cho xin phép được phô luôn cái cuộc trò chuyện với cái bạn nhân viên chăm sóc khách hàng trước này. Đây, bạn nhân viên chăm sóc khách hàng trước đây. Mình có liên hệ với bạn chăm sóc khách hàng trước này. Đây, cái này là cái hôm nay mình bấm vào nó không hiện lên, thì mình bấm lại để cho các bạn xem này. Đây này, chào anh chị, em tên là, không phải cái này. Cái này là cái nó bị chui xuống rồi. Chào anh chị, em tên là Xuân, đến từ bộ phận chăm sóc khách hàng. Sáng nay Lazada gọi cho em này, em có mô tả lại cái tình trạng là Lazada gọi cho em bảo là cái Lazada cái đơn hàng kia không có giá trị. Bây giờ đưa ra cái đơn hàng có giá trị cụ thể là 2.200.000 đồng mà sao không sử dụng được này. Thì vấn đề này của anh chị vui lòng liên hệ giúp em lên shop, mà mình nhắn tin đến shop từ trưa đến giờ luôn. Từ trưa mà đến bây giờ là hơn 2 giờ chiều, 3 giờ chiều nơi rồi. Mà bây giờ nhìn này. Dạ đúng rồi, đây là vấn đề của mã nhà bán hàng, Lazada không giải quyết nhé, chị liên hệ shop đi ạ. Xong rồi cúp ngang túp một cái tắt luôn, xong rồi lại một người khác để chuẩn bị vào hỗ trợ này. Thì mọi người thấy cái cách làm việc của nhân viên chăm sóc khách hàng như vậy là được không này? Đây là cái cách mình vừa gọi lên tổng đài luôn, mình phản ánh luôn về cái chị nhân viên chăm sóc khách hàng Tiên Xuân này rồi. Làm ăn rất là mất dạy.